Bài 7: năm nay bà 70 tuổi, mẹ kém, kém hay còn gọi là ít hơn đó các bạn. Ít hơn. 32 tuổi, hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi? Thì các bạn tóm tắt nè. Tóm tắt. Bà bao nhiêu tuổi à? 70 tuổi. Mẹ ít hơn hay là kém? Ít hơn. Bà bao nhiêu tuổi à? 32. 32 tuổi. Hỏi tuổi, tuổi mẹ. Thì ở đây các bạn phải biết đâu là số lớn, đâu là số bé, đâu là phần ít hơn. Thì bà 70, mẹ ít hơn, vậy là cho thấy bà là số, số lớn. 70 tuổi là số lớn, mẹ chính là số, số bé. Vậy ít hơn, đây phần ít hơn đây, đây là phần ít hơn. Vậy các bạn nhớ công thức, muốn tìm số bé ta lấy số lớn trừ đi phần ít hơn. Ít hơn. Vậy ta ghi lại lời giải. Khi để ghi lời giải cho chính xác thì các bạn nhìn vào cái đề, nhìn vào ngay chữ hỏi nè, đến dấu chấm hỏi nè, bỏ chữ hỏi, bỏ dấu chấm hỏi, bỏ chữ bao nhiêu, hỏi cái gì à, hỏi tuổi, thì các bạn ghi số tuổi rồi viết lại y chang. Số tuổi mẹ, số tuổi mẹ, à, số tuổi năm nay của mẹ, các bạn viết y chang các bạn. Năm nay của mẹ là ta lấy số lớn 70 trừ đi phần ít hơn 32. Rồi các bạn làm nhé, 70 trừ 32, 0 trừ 2 không được, mượn 1, 10 trừ 2 được 8, 7 trừ 3 hồi nãy mượn 1 là 7 trừ 4, 7 trừ 4 được, được 3, vậy là 38 tuổi. Đáp số 38 tuổi.